Xin lỗi em, anh tới trễ quá. Hậu biên người ta hạ hiếp. Lương lao cũng chết mà hai thằng nó có chết một thằng một à. Tôi sắp đối diện với một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Chết quá. Từ Hậu, càng đảm lên. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Dạ, con đang muốn chỉ bạn đâu con. Con chỉ nhắc bà cho bạn thôi. Dữ rồi. Yên tâm, hãy tin Kha. Mày nữa hả Kha? Mày nói vậy là mày nói ai? Hả? Đừng có hấp tấp nữa, hết giờ rồi đi về đi. Tôi. Mày đi về. Anh đừng để cho em thất vọng nha. Đêm qua em không ngủ được luôn. Anh đi trễ mà anh còn dám nói như vậy với em nữa hả? Anh Hậu. Ý anh muốn sao? Anh sẽ về kiếm mày, Tư Hậu. Trời, cái gì mày quay nè. Mày tin tao đi, tao sẽ đổi đời. Anh là Tư Hậu, không phải Hậu Đầu, mà là Nhân Hậu. Thì thôi, anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngắm nhé. Wow!